That's why she cried. Why? Why'd she cry? À, vậy anh tưởng là một cái làng gì đặc biệt, có cái tiệm bánh gì thôi đó hả? À. World famous bakery. Ủa còn đứa kia qua đâu? Đây, qua đây, qua đây. World famous bakery. Thank you.
Bây giờ mình phải có đổi xăng nữa. Để ba bên kia đi rồi, đúng rồi. Anh đi nói đi, nó không có chấp.